23 thì sẽ có hai mắt giả và một mắt thật. Mắt thật là nơi dùng để mọc cây con lên đây. Con đúng rồi. Dạ. Mình lấy ngón tay cái mình giữ ở đây. Thì mình đập mạnh nó xuống. Nhưng mà khi mà mình đập mạnh nó sẽ bể đều như vậy. Còn những người mà không biết đập nó thì bị bể. Cây thầu là biết đập hết ạ. À. Bể nó bị méo. Mình có bịch cái nào lại chứ? Bịch cái con mắt thật đó hả chị? Còn này hai cái này giả làm sao mình biết cái nào thật cái nào giả? Nó nhô lên nè, cái phần này có thể gỡ được luôn. Đây là cái đó mình gỡ đúng mình đúng. Ngày xưa thì người dân mình sẽ sử dụng cái bằng nạo. Đây là cái bằng nạo. Đây. Dạ. Có đạo rồi đó. Đó, ngày xưa thì mình cũng nạo. Đây. Bây giờ mình không có sử dụng bằng nạo nữa mà mình sử dụng cái dây để mình nạo cái phần cơm dừa ra ha. Mình cứ đẩy mạnh cái phần này thôi. Và nó ra được cái gáo dừa. Dạ. Thì cái gáo dừa này người ta sẽ bỏ vào trong một cái máy để xay. Cái này là không có xay đâu. Nó không xay được. Thôi con là sẽ bỏ nó nguyên cái phần này. Bỏ đây nha, mình sẽ xay ra mình lấy cái phần cơm dừa. Rồi nó còn cái phần đen đen như vậy. Thì sau khi mình xay cơm dừa xong mình sẽ bỏ vào những cái túi lưới. Ở bên đây một túi lưới cho mình dùng máy ép tinh mỹ lấy nước cơm dừa. Và bên này đây bên này á, đây là thau củ kẹo. Có nghĩa là ở đây đặc biệt là không sử dụng gót ngát hay là thật ra là dạng nước kẹo kéo để chị nó rất là nha, mà mình gắn cũng cán mình ăn uống cán ăn cái bỏ đó. Nó ngọt lắm. Thì nó ngọt hơn từ cái nhựa nếp của mình nấu rồi mình lấy cái nhựa nếp ra để mình sử dụng cái đó về mình chép bánh tráng mình ăn á. Dạ đúng rồi, cái kẹo kéo đó chị. Đây. Thì ở đây mình ủ là 80% là nước cốt dừa, 20% là mạch nha. Dạ. Thì cái mạch nha này á, người ta sẽ sử dụng ở đây là nó không có quá ngọt. Và đây gọi là thơm nấu kẹo thì gọi là sên kẹo. Rồi em xin mời cả nhà mình thử kẹo. Đây là kẹo dừa nóng tại lò. Nóng quá, thử đi. Em ăn thử đi, ăn được không sao hết. Ủa mày xứng nào vậy? Sao? Làm như vậy, nó bỏ mới gì vậy? Rồi cho, rồi em ăn chưa? Cho xoay kim vào đây. Chúng tôi không biết ăn đâu. Yummy. Yummy good. Có thể ăn thêm mà. Con nữa không? Rồi chị có thử không ạ? Rồi bạn ăn thêm không? Rồi. Mình sẽ xên kẹo khoảng tầm 30 đến 45 phút. Khi mà cái mẻ kẹo mình tới rồi, lúc đó nó chưa có khô gặp cái tướng lại. Thì bên trong này nó sẽ là ngộ và mẻ kẹo. Chị có thể bên này. Yeah, mang bạn hiên luôn.